xa đều khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài. Để khi anh Mary thật là to đi ạ. Mọi người có thể lên anh cùng Mary cũng được. Lên đây đi ạ. Ta có nhau, bàn tay nắm chặt với nhiều, và Eric hy vọng rằng là sẽ có dịp gần nhất được quay trở lại đây cùng với tất cả mọi người.